chào mọi người. Hôm nay thì trời mưa ở Kon Tum thì rất là nhiều luôn, nên là bà con không thể nào đi vào rừng sâu hái. Và đợt này chuyến đi này về cũng được ít là rừng, ít là lan rừng. Tuy nhiên á, thì rất là may mắn thì bà con lại trúng được một cái dê mọi người. Một cái dê quế tháng 8 mọi người nha. Quế trắng tháng 8 á, là cái cây là lên được lá sọc phát tài. Đây mọi người xem. Mặc dù là cái hang rừng là nó về nhìn nó hơi te tuông tí, nhưng mà cây nó vẫn khỏe, nó vẫn còn ngọn nè, đi ngọn nè. Đó, cùng với đó là nó lên được lá sọc phát tài luôn mọi người. Mấy cái cây bình thường đây, như cái cây bình thường đây thì nói chung thân lá nó đẹp, nó mướt, nhưng mà nó lại là cây bình thường. Còn riêng cái cây này đặc biệt này mọi người, bà con phát hiện ra trong một cái khu vực đó là hái chung là phát hiện ra được cái dê này. Và cái dê này nó lên cái sọc phát tài nhìn đẹp lắm mọi người. Đây, đó, cái sọc này là sọc nó chạy giữa thân luôn. Đây các bác chị xem nha. Đấy, nè, chạy sọc phát tài giữa thân luôn. Đấy, thân nào thân nấy đều nhìn vàng rõ ra. Đây mọi người, em để phía ngoài. Đây thấy chưa? Và đây đó, đẹp chưa mọi người? Nhìn rất rõ nha. Và đặc biệt là cái cây này là cái cây quế tháng 8 rồi mọi người. Nhìn cái mặt dưới lá, các bác nhìn thấy mặt dưới lá, cái phần ở giữa nè, phần giữa là nó nhìn nó rõ luôn. Đấy, lá nào lá nấy lên sọc hết. Đặc biệt cái cây này là cái cây quế tháng 8 nữa. Quế trắng hay gọi là quế trắng tháng 8 hoặc là quế lan hương đó mọi người. Cái cây này hoa nó màu trắng nhìn đẹp lắm mà nó thơm cực kỳ luôn. Đó, nó thơm hơn cả mấy cây mà tam bảo sắc bình thường. Cùng với đó là cái màu trắng là được nhiều bác nhiều anh chị yêu thích nữa. Nhưng mà cái đó là về phần hoa, còn riêng hôm nay là gọi là trúng được độc đắc rồi mọi người ơi. Chuyến này đi này thì bà con đi rừng về trúng được cái dê này thì coi như là cũng ấm êm được một thời gian rồi đó. Đây, thì em cố gắng em quay kỹ cái dê cho các bác anh chị xem ha. À, lá nào lá nấy lên sọc rồi mọi người ha. Rồi, sọc nè, đấy. Để lại chỗ đây quay nhìn cái vết sọc cho rõ. Để em chụp lại ít hình hả? Đây, sọc thì mặt dưới hay mặt trên gì mọi người đều thấy cái sọc của nó hết. Đó, thấy rõ chưa? Ngọn nè, vẫn còn đi ngọn mọi người nha. Về vào cái tay của các bác anh chị chuyên chăm mấy cái lan sọc đơn thân này thì em nghĩ là cây này nó không sớm muộn nó thành hàng VIP thôi. Rồi, ơi trời mưa quá, tranh thủ quay cho các bác anh chị ngắm một tí ha. Thì nếu mà các bác anh chị có nhu cầu muốn sưu tầm cái dê này thì có thể là liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nha. Mọi người liên hệ đại 0384 750 258. Thằng này là đúng chuẩn quế trắng mọi người nha. Thì dê này thì có giá là 1.8 triệu nha mọi người. 1.8 triệu cho anh em chúng ta sưu tầm. Đây, đó, 1.8 triệu dê quế tháng 8 lá sọc phát tài. Bà con mới đi rừng về trúng được mọi người. Bà con đi rừng về báo phát là em tỉnh cả ngủ ngay. Lật đật vào làng là rất may mắn là sưu tầm về được cái dê này từ tay của bà con. Rồi, ngoài ra thì em còn có một cái dê lá xếp đấy mọi người. À, đi trong lô về thì nói chung còn một vài dê nữa. Tuy nhiên là những cái dê đó thì nó xấu, không được đẹp lắm. Được cái dê này mọi người, nhìn rất là bắt mắt. Lá xếp từ đầu tới cuối luôn nè. Đấy. Rồi, dê này thì có giá là 250 mọi người nha. 250, dê siêu xếp luôn. À, nguyên cả lô mọi người, nguyên lô rất nhiều mà chỉ lựa ra được đúng một cái dê này gọi là lá xếp thôi. Ngoài ra thì ở phía mặt lá chỗ đây thì nó có lên cái lớp nhăn nè. Đây, để em kiếm mọi người cái phần nhăn đâu ta, nãy vừa thấy đây này đó, có cái lá này nhìn nhăn hay nè. Không biết sau này chăm được lên lá nhăn không. Và đang nụ luôn nha mọi người. Đấy, đúng chuẩn nhạc tháng 8, đúng chuẩn quế tháng 8 chưa? Quế trắng tháng 8 nè, đang nụ nè. Mùa này thì về khỏi phải lo nhầm cây, nhầm hoa mọi người nha. Hoa cực kỳ thơm luôn. Lá xếp nha, về lá xếp. Rồi giờ này là 250 thôi. Giờ này hàng bình thường mà.
Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan rừng đặc biệt tiếp theo ở trên kênh Lan Rừng Hàng Độc mọi người nha. Rồi, hôm nay là được cái gì? Cuối tháng 8 lá sọc phát tài hả? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mua thì liên hệ với em nha.